Cuộc sống là gì mà con người ai cũng phải đeo đuổi nó, đánh đổi tất cả để có được một cuộc sống an yên bình lặng, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau để sống. Cuộc sống là vậy, nếu bạn là một người bình thường, sống không có mục đích chắc chắn sẽ không tồn tại trên thế giới này. Cuộc sống là sự đấu tranh để có được sự sinh tồn và nó như một cuộc chiến vậy. Con người sinh ra không ai là đã sẵn biết mình mạnh mẽ, chỉ có những lúc trải qua những thất bại vấp ngã và chông chênh trong cuộc sống thì họ mới dần mạnh mẽ. Những vấp ngã đó đã trở thành một bài học vô giá với chính họ. Cuộc sống là chuỗi những ngày dài gian truân và khó khăn. Nó không cho bạn lựa chọn rằng phải đi một lối mòn khác mà buộc bạn phải đi qua chặng đường chông gai đó. Đôi khi cuộc sống này cũng do chính bạn chọn. Có người lựa chọn kết thúc nó ngay từ khi kịp bắt đầu. Nhưng một số người khác lại chọn không cần quá phức tạp trong cuộc sống này, chỉ cần sống là được. Cũng có những người chọn khi thời điểm mà cuộc sống của bản thân kết thúc, vẫn có thể sống trong rất nhiều khởi đầu cùng người khác. Cuộc sống còn khiến chúng ta chấp nhận yếu đuối, chấp nhận mình bình phàm qua ngày. Ngẫm nhân sinh SGUIWR bạn những câu danh ngôn sâu sắc ý nghĩa, giúp bạn vực lại tinh thần, sống khôn ngoan, mạnh mẽ kiên cường nửa đời sau. Dù bạn có sống tốt đến mấy luôn luôn có người ghen ghét bạn thôi, có người biết bạn là người tốt, nhưng ngược lại có người biết bạn là giải tạo. Vậy nên bạn để ý người ngoài nói và nghĩ bạn ra sao thì đó là việc quá mất thời gian. Không phải cứ tạnh mưa là sẽ có cầu dồng, cũng như không phải có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Thế nên cuộc đời dạy cho chúng ta biết tôn trọng tình yêu, nhưng nó cũng bảo chúng ta đừng quỳ gối cầu xin thứ tình yêu đó. Sống ở đời đôi mình cảm thấy không còn gì để luyến tiếc nữa thì hãy tập buông bỏ, thì cuộc sống mới có ý nghĩa của nó và lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Cõi hồng trần này có đau thương thì rồi sẽ có hạnh phúc. Có những mặt trái và mặt phải thì con người mới trải nghiệm được ý nghĩa của cuộc đời. Thật sự chỉ muốn khóc thôi, chỉ muốn chết thôi. Cuộc sống có quá nhiều chuyện không thể biết trước được. Cuộc sống này thật sự có ai có thể nói rõ được một chuyện như thế nào là đúng, như thế nào là sai? Ngày nhỏ mọi thứ đều có thể trả lời dứt khoát, nhưng hiện tại càng lớn càng có biết đối với một dê xê đến với mình thì phải làm như thế nào. Có khi biết là sai mà vẫn có thể dừng và chẳng muốn dừng. Thấm ngẫm rồi cũng trôi đi, âu cũng là số phận của mỗi người. Hãy tự bằng lòng đi mới là người biết sống cho chính mình. Kiếp người ngắn ngủi lắm. Cuộc đời con người ta, khóc hay cười nó còn phụ thuộc rất nhiều vào xã hội môi trường sống quanh ta. Cuộc sống gặp nhiều may mắn thông hành mọi mặt cười, luôn gặp trở ngại cuộc sống bê tắc, gặp tai ương bệnh tật, tương lai mịt mù, muốn cười cũng khó nha. Đúng không nên làm hài lòng người khác mà mình phải hy sinh cho họ, ngược lại còn đổ lỗi do mình gây ra. Tôi thật sự ngu, chưa từng thấy đã thấy tận mắt mà cũng không tỉnh giấc. Khi không tiền người yêu lạnh nhạt, bạn bè thờ ơ, người thân xem thường. Vậy đó, ai nói tiền không quan trọng? Hãy thử thất bại một lần trong đời để biết vị đắng của cuộc sống nó như thế nào. Có nhiều người chắc hẳn đã thấy không còn gì nữa khi bị người yêu bỏ rơi bằng cách nói rằng cô ta hay anh ta không thể sống thiêu gia đình. Bạn bè hay từ bỏ lối sống để chung sống với người yêu được. Một lời nói như ngàn vàng dơi đi hơn cho bạc cho vàng, làm cho tâm nhẹ nhàng hơn da, vẫn bước tiếp bằng trang đôi chân của chính mình.
cười thật tươi và luôn nở nụ cười để che đi những nỗi buồn và cố gắng sống tốt. Nỗi đau của mình lại là bữa ăn thịnh soạn của kẻ khác. Chúng xào nấu biến tấu những điều nghe từ bạn thành món sơn hào hải vị rẻ tiền, nồi lẩu thập cẩm theo ý họ. Giày của ai vừa chân người đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được cảm giác. Còn khi cố gắng mang một đôi giày của NG khác để làm họ hài lòng và cười nhạo bạn, đồ ngốc. Ngẫm tình trạng này thấy mệt mỏi quá, chân ta bước đi toàn sỏi đá chói đau. Không cố thì không tồn tại, nhặt những hạt tương nhỏ bé thưa thớt lần sỏi đá, vậy sao mà không thâm hụt thâm tâm? Sống ở đời có những thứ KHG thuộc về mình thì mình phải biết cách học buông bỏ, càng tiếc nuối càng đau khổ. Muốn buông bỏ những điều không cần thiết, nhưng là người có những điều không buông bỏ DUC mà nó còn làm tổn hại đến tâm thần của ta nữa. Ôi biết sao DUC, con chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng không nên làm hài lòng người khác mà mình phải hy sinh cho họ, ngược lại còn đổ lỗi do mình gây ra. Tôi thật sự ngu, chưa từng thấy, đã thấy tận mắt mà cũng không tỉnh giấc. Hãy mang đôi giày của tôi và đi thử qua những chuyện tôi đã từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi thì hãy phán xét tôi, còn không ngậm miệng lại. Cuộc sống chính là nghe không hết những lời dối trá, nhìn không thấu lòng dạ con người, buông không nổi những điều ràng buộc, nếm không hết khổ ngọt đắng cay. Cuộc sống là cái dòng luẩn quẩn mà bố mẹ quần quật cả tuổi thanh xuân để lo cho con cái và gia đình, đến tuổi nghỉ thì làm gì còn sức để mà hưởng thành quả nữa. Chỉ có con cái được hưởng thành quả đấy. Thế nên thời điểm ta sống và làm việc chính là sống cho con mình chứ không phải cho mình. Cuộc sống mà không bao giờ hoàn thiện được, phải chấp nhận đánh đổi, nhưng cũng phải cố gắng hết sức thời gian có thể bên cạnh gia đình, người thân yêu. Bởi cuộc đời trôi nhanh lắm, tiền cũng co theo ta được. Lúc nhận ra thì quá muộn, con người thấy quan tài mới đổ lệ. Lúc xảy ra hậu quả thì thốt lên giá như mà, nhưng quá trễ. Lúc đó tiền bạc dù có cũng như giấy, gì chết không đem theo được. Đúng là xã hội có những con người như vậy, nhưng sâu trong tâm của họ vẫn biết được đúng sai, nhưng chẳng qua vì muốn đạt được mục đích nên giả tạo một lúc nào đó. Khi suy nghĩ lại họ sẽ thấy xấu hổ với bản thân, nên không cần phải bi quan, mình cứ sống thật với bản thân mình để tâm không ái náy ngủ cũng ngon. Đúng là đời không biết chữ ngờ. Bạn thân với nhau từ nhỏ mà khi xảy ra tai nạn nó bỏ bạn quay về nhà ngủ, tới sáng người còn lại mất trong lạnh lẽo cô đơn. Đúng là bạn thân chơi lại chết người. Vào đời gia dấp lắm cái hay, lắm cái đau lòng lắm cái cay. Tình cảm chân thành sao ít vậy, giả dối lừa nhau lại quá nhiều. Giàu sang hay nghèo hèn đều vô nghĩa, tiền của danh vọng rồi cũng phôi phai. Có ai chết mang theo được tiền của, danh vọng sẽ mất đi lúc nhắm mắt xuôi tay. Đến cuối đời sẽ thấy tình nghĩa và thiện theo mình mãi mãi. Nhân cách của con người nói lên tất cả. Chưa chắc bạn có nhiều tiền bạn đã vui, nghèo một chút nhưng tâm họ thảnh thơi doi đời. Ai hơn hãy cho họ hơn. Người nghèo lòng nhẹ nhàng thanh thản tựa lông hồng, bởi trước lúc ra đi họ chỉ có thân xác khô cằn trong túi không có gì.
người giàu lòng nặng như tảng đá bởi những gì họ tạo ra từ tham vọng tột bậc trước lúc ra đi. Họ muốn mang theo nhưng không mang theo được, họ đau khổ tột cùng gấp bội. Ta nghiệm ra rằng người sống nhiều hơn không phải là người cao tuổi hơn, mà là người biết sử dụng cuộc sống của mình tốt hơn. Sống thật lại bị ghét, sống giả tạo, nịnh nọt thì lại được nhiều người thích. Nhiều khi nghĩ ra đời cần phải dạy nhưng lại không làm được, cho nên mình không có duyên với công việc nhà nước. Có đi làm cũng không trụ được lâu, thôi thì có cái nghề tự làm chủ bản thân vậy. Sống thật thì thanh thản nhưng người đời thường không thích. Sống quỳ gối, sự lịnh, uống éo, ba hoa, giả dối thì lừa được nhiều người nhưng thời gian nó bóc dần ra hết. Cuối đời sẽ nhận được sự khinh bỉ, ghẻ lạnh của người đời, bởi vì cái ba hoa, giả dối co còn tác dụng. Giống như Minh dạy sống thật thẳng thắn thì họ không ưa, hộ chỉ thích nịnh lọt, giả dối cần đến mình thì họ nói tốt, không cần nhờ giả được việc của họ rồi là họ đá một ngay, đựng chuyện nói xấu mừng ngay sau lưng. Đừng vội vàng cho ai đó là vô dụng, cũng đừng tự giày dò bản thân, vì chỉ có thể đứng nhìn người Minh yêu chịu đau đớn. Hạnh phúc của con người đôi khi chỉ là cần có một người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn và ở bên cạnh quan tâm lo lắng bằng cả trái tim chân thành ấm áp. Cuộc đời này đúng rất phức tạp, nhưng mình cứ sống sao cho đúng với lòng mình thì những lời thị phi chỉ là rác rưởi. Những ai không nhận thức thấy họ đang đi trong bóng tối thì sẽ không bao giờ tìm kiếm ánh sáng. Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngưng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn. Mình chọc nó thì nó chọc lại mình, nên tránh làm người khác ức chế, vì khi nó ức chế lên mình cũng chả được gì đâu. Cuộc sống quá ngắn để lo lắng về những gì người khác nói hay nghĩ về bạn. Vì vậy, vui chơi và cung cấp cho họ điều gì đó để nói về. Bạn sẽ không bao giờ thay đổi cuộc sống của bạn cho đến khi bạn thay đổi một cái gì đó bạn làm hàng ngày. Bí mật của sự thành công của bạn được tìm thấy trong thói quen hàng ngày của bạn. Đừng chỉ chấp nhận những gì mà cuộc sống mang lại cho bạn mỗi ngày với bạn. Thay vào đó, hãy quyết định những gì bạn muốn trong cuộc sống của bạn và sau đó hãy hiện thực chúng. Qua luôn hướng về phía mặt trời, hướng về tương lai, hướng về ngày mai tươi sáng. Cũng như trong cuộc sống của bạn, đừng vì những vấp ngã mà chồn chân không bước tiếp. Hãy tìm đến nơi có ánh sáng để thấy sự bình yên nhé. Mỗi câu chuyện đều là một vị thuốc. Khi chúng ta sử dụng những vị thuốc đó thì đều có công dụng tốt với chúng ta. Hãy sống tốt với mọi người, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Bởi vì cuộc sống vô thường nên ta đừng để ý những chuyện xung quanh, chỉ cần làm bản thân mình vui và không lo nghĩ là được. Hãy tôn trọng những phút giây hạnh phúc. Từ bi hỷ xả là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Luật nhân quả, ai làm thì hướng, cứ sông quan hỷ thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Yêu thương là cho đi, là hy sinh, là dâng hiến. Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ mai này không có để cho nhau. Khi có một người không ủng hộ bạn thì đừng buồn, bởi vì đang có số đông hiểu bạn và đó cũng là điều may mắn để rút kinh nghiệm. Tiền là một tờ giấy,
nhưng nó có đầy uy lực và quyền năng mà trên đời này không ai có thể cưỡng nổi. Có những sự thật, dù không muốn nhưng ta vẫn phải chấp nhận. Vấn đề là ở chỗ vượt qua hay tiếp tục chạy trốn. Làm gì cũng khó khăn cả, nhưng khó khăn đó chính là cơ hội nếu chúng ta có thể vượt qua. Cố lên các bạn. Nếu bạn còn thời gian, còn sức khỏe, thì bạn là một trong những người may mắn nhất trên thế gian. Đừng bỏ cuộc, đừng than vãn, đừng lãng phí nữa. Hãy sống hết mình với những gì mình đang có nào. Nếu ngày hôm nay bạn không tốt hơn bạn của ngày hôm qua, thì bạn đã phí phạm đi một ngày. Hãy nỗ lực làm việc vượt quá sự mong đợi vốn có. Chắc chắn rằng điều tốt đẹp sẽ đến bạn. Hầu hết những người có tiền, đặc biệt là những người cực kỳ giàu có, đều là những người tốt. Nhưng khó khăn trong cuộc sống là điều không tránh khỏi. Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vượt qua. Cuộc sống mỗi ngày là một chuỗi những lựa chọn. Đau khổ hay hạnh phúc đều là do mình chọn. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy gắn liền cuộc sống của bạn với một mục tiêu, chứ không phải là một ai hay một vật nào đó. Trên đời này luôn có những kỳ tích và những điều bất ngờ. Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên đừng quá bận tâm tới những gì người khác nói về bạn. Hãy cứ là chính mình. Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó. Thước đo một con người là xem cách anh ta làm gì với quyền lực. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn, cũng là đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ? Trong nhiếp ảnh, có những khoảnh khắc tinh tế đến mức nó trở nên thật hơn cả bản thân thực tại đó. Thay vì quan sát vạn vật, chúng ta nên suy nghĩ về bản chất bên trong của vạn vật. Ta tiếp nhận rất nhiều năng lượng vũ trụ trong lúc thiền. Ta chỉ thu được một phần nhỏ năng lượng ấy trong lúc ngủ. Nửa giờ thiền sâu tương đương với 6 giờ ngủ sâu, nếu xét về góc độ nghỉ ngơi của cơ thể và năng lượng của tâm trí. Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng. Nếu bạn nói được điều mình chưa bao giờ nghe, nếu bạn viết được điều mình chưa bao giờ đọc, vậy thì bạn làm được điều hiếm có đấy. Sống ở đời như bị hiếp dâm vậy đó, không chống cự được thì tận hưởng thôi. Mọi người, như một quy luật, đều là những quan tòa không ngay thẳng khi phán đoán những gì có liên quan đến quyền lợi riêng tư của mình. Cách tốt nhất để bước vào một lĩnh vực xa lạ là bước vào một cách ngu dốt hết sức có thể, với tâm hồn rộng mở hết sức có thể và không phải đáp ứng đòi hỏi của bất cứ ai ngoại trừ chính mình. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, thì tôi có muốn làm những điều mình sẽ làm hôm nay không?
và bất cứ khi nào câu trả lời là không trong nhiều ngày liên tiếp, tôi biết tôi cần phải thay đổi. Hãy chỉnh sửa cuộc đời bạn thường xuyên và không thương tiếc. Sau cùng thì nó cũng là một kiệt tác của chính bạn chứ không ai khác. Hãy chọn một công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời. Đó không phải là những gì bạn đạt được, mà là những gì bạn vượt qua. Đó là điều xác định sự nghiệp của bạn. Làm việc để trở thành, không phải để đạt được. Thất bại không có nghĩa là bạn thất bại, mà chỉ có nghĩa là bạn chưa thành công. Tôi nghĩ ai cũng nên trải qua thất bại ít nhất một lần trong sự nghiệp của mình. Bạn học được rất nhiều điều từ đó. Tôi muốn nhìn lại sự nghiệp của mình và tự hào về công việc, và tự hào rằng tôi đã cố gắng mọi thứ. Mong muốn, đó là bí mật duy nhất trong sự nghiệp của mỗi người đàn ông. Không phải học hành, không phải bẩm sinh đã có tài năng tiềm ẩn. Hãy khao khát. Cách phổ biến nhất mà mọi người từ bỏ quyền lực của mình là nghĩ rằng họ không có bất kỳ quyền lực nào. Nếu bạn không cảm thấy nó, hãy chạy trốn khỏi nó. Đi đến nơi bạn được tôn vinh, không chỉ đơn thuần là dung thứ. Tìm hiểu những gì bạn thích làm nhất và nhờ ai đó trả tiền cho bạn khi làm điều đó. Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây dựng một cánh cửa. Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm hôm nay. Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm điều đó đúng một lần là đủ. Cơ hội không xảy ra, bạn tạo ra chúng. Cách phổ biến nhất mà mọi người từ bỏ quyền lực của mình là nghĩ rằng họ không có bất kỳ thứ gì. Hãy mạo hiểm một cái gì đó hoặc mãi mãi ngồi dưới ước mơ của bạn. Cách duy nhất để làm được công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng giải quyết. Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đã đi được nửa chặng đường. Không thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo, chúng ta có thể bắt được sự xuất sắc. Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại. Làm hoặc làm không, không có thử. Tương lai phụ thuộc vào những gì bạn làm ngày hôm nay. Phấn đấu không phải để thành công, mà là để có giá trị. Khi mọi thứ dường như đang đi ngược lại với bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh theo chiều gió chứ không phải với nó. Hãy xây dựng ước mơ của riêng bạn, hoặc người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ. Nếu bạn nghe thấy một giọng nói bên trong bạn nói, bạn không thể vẽ, thì bằng mọi cách hãy vẽ và giọng nói đó sẽ bị im lặng. Mọi thứ bạn từng muốn đều ở phía bên kia của nỗi sợ hãi. Không có gì sẽ làm việc trừ khi bạn làm. Càng luyện tập chăm chỉ, tôi càng may mắn. Cơ hội không xảy ra, bạn tạo ra chúng.
không bao giờ là quá muộn để trở thành những gì bạn có thể đã có. Một sự nghiệp thật tuyệt vời, nhưng bạn không thể cuộn mình với nó trong một đêm lạnh giá. Bạn sẽ làm gì nếu bạn không sợ hãi? Sự bền bỉ, sự hoàn hảo, kiên nhẫn, quyền lực, ưu tiên cho đam mê của bạn. Nó giúp bạn tỉnh táo. Mặc dù thời gian của bạn trong công việc là tạm thời, nhưng nếu bạn hoàn thành tốt công việc của bạn ở đó sẽ tồn tại mãi mãi. Chỉ những người từ chối để leo lên nấc thang sự nghiệp mới thú vị như con người. Không có gì chán hơn một người đàn ông có sự nghiệp. Vận may luôn ưu ái những người mạnh dạn, và bạn sẽ không bao giờ biết mình có khả năng gì nếu không cố gắng. Nếu bạn đang đợi cho đến khi bạn cảm thấy đủ tài năng để làm được nó, bạn sẽ không bao giờ làm được. Tài sản đỉnh cao của một người đàn ông là được sinh ra để theo đuổi một số mục tiêu tìm kiếm cho anh ta công ăn việc làm và hạnh phúc. Cho dù đó là làm ra những chiếc giỏ, hay những từ rộng, hoặc những con kênh, hoặc những bức tượng, hoặc những bài hát. Mọi thứ trở nên tốt nhất cho những người tận dụng tốt nhất cách mọi thứ diễn ra. Kìa con rùa, nó chỉ tiến bộ khi nó thò cổ ra. Hầu hết mọi người đều bỏ lỡ cơ hội vì nó mặc quần yếm và trông giống như công việc. Có một phẩm chất mà người ta phải sở hữu để giành được, và đó là sự dứt khoát về mục đích, hiểu biết về những gì người ta muốn và khát khao cháy bỏng được sở hữu nó. Những người hạnh phúc lập kế hoạch hành động, họ không lập kế hoạch kết quả. Bạn không thể cứ ngồi đó và đợi người ta trao cho mình giấc mơ vàng đó. Bạn phải ra khỏi đó và biến nó thành hiện thực cho chính mình. Bạn sẽ cố gắng làm gì nếu bạn biết mình sẽ không thất bại? Mối nguy hiểm lớn nhất đối với hầu hết chúng ta không phải là mục tiêu của chúng ta quá cao và chúng ta bỏ lỡ nó, mà là mục tiêu của chúng ta quá thấp và chúng ta đạt được nó. Hãy nỗ lực để hiểu bạn là ai và sau đó có đủ can đảm để chỉ là chính mình. Không, hãy cào từ nghề nghiệp dành cho những người mong muốn thăng tiến. Tôi chỉ muốn tồn tại, kiếm một khoản tiền lương. Đừng nhầm lẫn giữa sự nghiệp và cuộc sống. Chủ nghĩa kỳ lạ chắc chắn là nền tảng trong sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ. Tổ ấm là sự nghiệp tối thượng. Tất cả các nghề nghiệp khác đều tồn tại vì một mục đích, và đó là hỗ trợ cho sự nghiệp cuối cùng. Nếu bạn đang trải qua địa ngục, hãy tiếp tục. Nếu bạn được đề nghị một chỗ ngồi trên tàu tên lửa, đừng hỏi chỗ ngồi nào. Cố lên. Thành công là mức độ bạn thoát ra khi chạm đáy. Tôi muốn nhìn lại sự nghiệp của mình và tự hào về công việc, và tự hào rằng tôi đã cố gắng mọi thứ. Một chìa khóa quan trọng để thành công là sự tự tin. Chìa khóa quan trọng để tự tin là sự chuẩn bị. Thành công là thích bản thân, thích những gì bạn làm và thích cách bạn làm điều đó. Bạn càng làm việc chăm chỉ,
bạn càng gặp nhiều may mắn. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, đó là sự can đảm để tiếp tục. Con đường thành công và con đường thất bại gần như hoàn toàn giống nhau. Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó. Cơ hội không xảy ra, bạn tạo ra chúng. Đừng ngại từ bỏ điều tốt đẹp để đi đến điều vĩ đại. Tôi thấy rằng tôi càng làm việc chăm chỉ thì dường như tôi càng gặp nhiều may mắn. Có hai kiểu người sẽ nói với bạn rằng bạn không thể tạo ra sự khác biệt trong thế giới này: những người ngại thử và những người sợ bạn sẽ thành công. Những người thành công làm những điều mà những người không thành công không sẵn lòng làm. Đừng ước nó dễ dàng hơn, hãy ước bạn tốt hơn. Hãy cố gắng đừng trở thành một người đàn ông thành công. Hãy trở thành một người đàn ông có giá trị. Không bao giờ nhượng bộ ngoại trừ những tin tưởng về danh dự và ý thức tốt. Hãy ngừng chạy theo đồng tiền và bắt đầu theo đuổi đam mê. Thành công là bước đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết. Tôi mang ơn thành công của mình vì đã tôn trọng lắng nghe những lời khuyên tốt nhất và sau đó bỏ đi và làm ngược lại. Bạn có muốn tôi cung cấp cho bạn một công thức để thành công không? Nó khá đơn giản, thực sự là nhân đôi tỷ lệ thất bại của bạn. Bạn đang nghĩ thất bại là kẻ thù của thành công, nhưng không hề. Bạn có thể nản lòng bởi thất bại hoặc bạn có thể học hỏi từ nó. Vì vậy hãy tiếp tục và mắc sai lầm. Hãy làm tất cả những gì có thể. Bởi vì hãy nhớ rằng đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công. Nếu bạn không sẵn sàng mạo hiểm với những điều bình thường, bạn sẽ phải giải quyết những điều bình thường. Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới là những người làm được. Mỗi ngày hãy làm một việc khiến bạn sợ hãi. Mọi sự tiến bộ đều diễn ra bên ngoài dùng thoải mái. Những người thành công đều có động lực. Càng thành công, họ càng muốn thành công và càng tìm ra nhiều cách để thành công. Tương tự như vậy, khi ai đó thất bại, xu hướng đi xuống là có thể trở thành một lời tiên tri tự hoàn thành. Đừng để nỗi sợ hãi thua cuộc lớn hơn sự phấn khích khi chiến thắng. Nếu bạn thực sự nhìn kỹ lại, hầu hết những thành công chỉ qua một đêm đều mất nhiều thời gian. Bài kiểm tra thực sự không phải là bạn có tránh được thất bại này hay không, bởi vì bạn sẽ không. Đó là việc bạn để nó khiến bạn khó khăn hay xấu hổ khi không hành động, hay bạn có rút ra được bài học từ nó hay không. Bạn chọn kiên trì. Giới hạn duy nhất để chúng ta nhận ra ngày mai sẽ là những nghi ngờ của chúng ta về ngày hôm nay. Tính cách không thể được phát triển một cách dễ dàng và yên tĩnh. Chỉ thông qua trải nghiệm thử thách và đau khổ, tâm hồn mới có thể được củng cố, khơi dậy tham vọng và đạt được thành công. Cách để bắt đầu là bỏ nói và bắt đầu làm. Chiến binh thành công là một người đàn ông bình thường, với sự tập trung giống như tia laser.
không có bí mật nào dẫn đến thành công. Nó là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc chăm chỉ và học hỏi từ thất bại. Thành công dường như được kết nối với hành động. Những người thành công luôn tiến lên. Họ mắc sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ. Tôi không thể cho bạn công thức thành công, nhưng tôi có thể cho bạn công thức thất bại, đó là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa của thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công. Thành công không chỉ là về những gì bạn đạt được trong cuộc sống của mình, mà là về những gì bạn truyền cảm hứng cho người khác làm. Ngã 7 lần đứng lên 8 lần. Một số người mơ ước thành công trong khi những người khác thức dậy và làm việc. Nếu bạn có thể mơ ước, bạn sẽ làm được. Sự khác biệt giữa bạn là ai và bạn muốn trở thành ai là bạn làm gì. Một người đàn ông thành công là người có thể đặt nền móng vững chắc bằng những. Để thành công, mong muốn thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại. Để thành công, trước tiên chúng ta phải tin rằng chúng ta có thể. Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người đã không nhận ra rằng họ đã đến gần thành công như thế nào khi họ bỏ cuộc. Đừng bị phân tâm bởi những lời chỉ trích. Hãy nhớ rằng hương vị thành công duy nhất mà một số người có được là ăn miếng trả miếng với bạn. Bí quyết thành công là làm tốt việc chung một cách bất thường. Bạn biết bạn đang trên con đường thành công nếu bạn làm công việc của mình và không được trả công cho nó. Có một động lực mạnh mẽ bên trong mỗi con người, một khi được giải phóng, có thể biến bất kỳ tầm nhìn, ước mơ, mong muốn nào thành hiện thực. Bí quyết thành công là biết điều mà không ai khác biết. Tôi đã thất bại trên con đường thành công. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đáng làm một cách tình cờ, cũng như không có bất kỳ phát minh nào của tôi đến gián tiếp thông qua một cách tình cờ, ngoại trừ máy quay đĩa. Không, khi tôi đã hoàn toàn quyết định rằng một kết quả đáng nhận được, tôi sẽ tiếp tục và thử nghiệm sau thử nghiệm, cho đến khi nó đến. Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là từ điển. Tiếp tục đi, và khả năng là bạn sẽ vấp phải một cái gì đó, có lẽ là khi bạn ít mong đợi nhất. Tôi chưa bao giờ nghe nói về ai đó đã từng vấp phải cái gì đó khi ngồi xuống. Thất bại không phải là chết người, nhưng nếu không thay đổi được thì có thể là. Mọi thứ bạn muốn đều nằm ở phía bên kia của nỗi sợ hãi. Thành công thường đạt được bởi những người không biết rằng thất bại là không thể tránh khỏi. Chỉ những người dám thất bại lớn mới có thể đạt được thành công lớn. Phượng hoàng phải bùng cháy để nổi lên. Thất bại nên là người thầy của chúng ta, không phải là người thực hiện chúng ta. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường dòng tạm thời,
không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà chúng ta có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả. Thất bại nên là giáo viên của chúng tôi, không phải là người thực hiện của chúng tôi. Thất bại là sự chậm trễ, không phải là thất bại. Đó là một con đường dòng tạm thời, không phải là ngõ cụt. Thất bại là điều mà chúng ta có thể tránh chỉ bằng cách không nói gì, không làm gì và không là gì cả. Hầu hết những người vĩ đại đã đạt được thành công lớn nhất của họ chỉ một bước sau thất bại lớn nhất của họ. Khi bạn chấp nhận rủi ro, bạn học được rằng sẽ có lúc thành công và cũng có lúc thất bại, và cả hai đều quan trọng như nhau. Sống sót có ích gì nếu bạn không ít nhất cố gắng làm một điều gì đó đáng chú ý? Đừng lo lắng về những thất bại, hãy lo lắng về những cơ hội bạn bỏ lỡ khi bạn thậm chí không cố gắng. Thất bại là một bước đệm khác để dẫn đến sự vĩ đại. Đã từng thử, đã từng thất bại, không vấn đề. Thử lại, thất bại một lần nữa, thất bại tốt hơn. Bạn luôn vượt qua thất bại trên con đường đến thành công. Thất bại là một con đường vòng, không phải là một con đường cụt. Chúng ta cần phải chấp nhận rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra quyết định đúng. Đôi khi chúng ta sẽ làm rối tinh thần hoàng gia hiểu rằng thất bại không đối lập với thành công. Đó là một phần của thành công. Sai lầm là cánh cổng của sự khám phá. Thất bại là gia vị tạo nên hương vị của thành công. Một người không bao giờ mắc lỗi, không bao giờ thử bất cứ điều gì mới. Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người, đó là sự can đảm để tiếp tục điều đó. Chỉ có một điều khiến ước mơ không thể đạt được: nỗi sợ thất bại. Tôi không thể cung cấp cho bạn một công thức chắc chắn để thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một công thức để thất bại, cố gắng làm hài lòng mọi người mọi lúc. Thất bại là gia vị tạo nên hương vị của thành công. Đừng sợ sự hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ đạt được nó. Thành công là vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết. Bạn có thể gặp nhiều thất bại, nhưng bạn không được đánh bại. Thực tế, có lẽ phải gặp những thất bại mới biết mình là ai, có thể vươn lên từ điều gì, vẫn có thể đi ra từ đâu. Lỗi của tôi, thất bại của tôi không phải ở những đam mê mà tôi có, mà là do tôi thiếu kiểm soát chúng. Thật khó để thất bại, nhưng còn tệ hơn nếu bạn không bao giờ cố gắng để thành công. Tất cả đều cũ, không có gì khác bao giờ hết. Đã từng thử, đã từng thất bại, không vấn đề. Thử lại, thất bại một lần nữa, thất bại tốt hơn. Một nhà tư tưởng coi hành động của chính mình như những thử nghiệm và câu hỏi, như những nỗ lực để tìm ra điều gì đó. Thành công và thất bại là câu trả lời cho anh ấy trên tất cả.